A Lưới là huyện miền núi vùng cao nằm ở phía tây tỉnh Thừa Thiên Huế với hơn 80 km đường biên giới giáp với Lào. Toàn huyện có 18 xã, trong đó có 12 xã với 53 thôn biên giới, có 77% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống đa phần người dân trên địa bàn còn nhiều khó khăn. Đây chính là điều kiện để các đối tượng lợi dụng thẩm lậu ma túy vào địa bàn huyện A Lưới và toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Những năm qua, dù lực lượng chức năng luôn nỗ lực cố gắng, nhưng tình trạng các đối tượng lợi dụng đồng bào dân tộc thiểu số để buôn bán, vận chuyển, sử dụng ma túy vẫn xảy ra trên địa bàn. Với quyết tâm ngăn ngừa, phòng chống hoạt động mua bán và vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, đầu năm 2023, Ban chỉ đạo 138 Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện đề án chuyển hóa tình hình ma túy tại địa bàn huyện A Lưới và tăng cường công tác phòng chống ma túy xâm nhập tuyến biên giới Việt Lào trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Với nội dung cốt lõi của đề án là thực hiện được hai sạch, đó là sạch điểm, tụ điểm ma túy và sạch người nghiện. Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được chú trọng. Nhiều mô hình, sáng kiến hay đã được tổ chức và duy trì thường xuyên. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống ma túy đã được lồng ghép, tổ chức triển khai hiệu quả. Thực hiện cái đề án của Công an tỉnh thì Công an huyện A Lưới là vai trò nòng cốt trong quá trình tham mưu tổ chức thực hiện các nội dung này. Thì trong đó, công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt là đối với lực lượng biên phòng trong công tác là nắm bắt tình hình cũng như là trao đổi các thông tin, thì lực lượng công an huyện cũng như các lực lượng thời gian vừa qua làm rất tốt cái nội dung này. Xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới được xác định là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Toàn xã hiện có hơn 1.000 hộ dân, trong đó 90% là người đồng bào dân tộc Tà Ôi. Xã là tiếp giáp với bản Xê Xáp, huyện Ca Lâm, tỉnh Sê Công, Lào, nên tình hình tội phạm liên quan đến ma túy diễn biến phức tạp. Địa bàn xã có 16 đối tượng nghiện, nghi nghiện ma túy, có biểu hiện tâm thần, ngáo đá do sử dụng trái phép chất ma túy. Thời gian qua, ngoài việc phối hợp điều tra, làm rõ các vụ án, hiện công an xã đã liên kết với nhiều dòng họ trên địa bàn xã, thực hiện mô hình liên kết các dòng họ để phòng chống ma túy. Mô hình này đã phát huy vai trò của các trưởng tộc, trưởng họ, các gia làng, trưởng bản để vận động tuyên truyền thanh thiếu niên tránh xa ma túy. Nói chung ở trong thôn á, thì bà ở đây là tuyên truyền cho bà con để từng hộ, từng họ để họ biết để cái tình hình không vi phạm về ma túy. Để nên á, là bà con ở đây á, cùng họ nghe cái lời mà chỉ đạo của công an viên, của thôn trưởng, kể cả của người già làng để về tuyên truyền để tức là từng họ, để từng nhà. Mô hình liên kết các dòng họ để phòng chống ma túy ở địa bàn xã đã và đang phát huy hiệu quả tích cực. Các trưởng họ, trưởng tộc, già làng và những người có uy tín trong cộng đồng trở thành lực lượng nòng cốt tham gia phòng chống ma túy theo hướng từ phòng, từ quản, tích cực tham gia trực tiếp công tác phòng chống ma túy dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, do xã tổ chức và quản lý. Vừa qua thì triển khai cái đề án ma túy và tuyến xâm nhập tuyến biên giới Việt Lào, thì chúng tôi cũng đã triển khai cái mô hình là tổ tự quản an toàn biên giới. Thường hàng tháng thì cũng là đã phối hợp cùng với ban ngành đoàn thể thôn tuần tra và là trao đổi tình hình giữa công an xã và lực lượng và cấp thôn. Thì qua đây thì chúng tôi cũng nắm được cái tình hình là về an toàn biên giới vượt biên và những cái tình hình ma túy, rồi đối tượng và những vấn đề là giống như bên khai thác lâm khoáng sản khác. Thì cơ bản trên tình hình hiện nay thì địa bàn cơ bản thôn cấp thôn của Hứa Pe thì là cũng là ổn định, tình hình thì vẫn đối tượng chúng tôi quản lý được, và tình hình an ninh biên giới thì qua đó cũng phối hợp với lực lượng biên phòng cùng với cấp thôn thì hiện tại tình hình biên giới thì vẫn ổn định. Hiện nay thì để mà phát huy các hiệu quả các cái mô hình á, thì huyện có là phát động và thành lập một cái mô hình dòng họ không có hộ nghèo. Thì để mà triển khai phối hợp kết hợp hiệu quả thì lực lượng công an cũng đã tham mưu và triển khai thời gian vừa qua là ra mắt mô hình dòng họ không có ma túy. Chúng tôi đã triển khai qua một năm và hiện nay hiệu quả rất là cao, là phát huy vai trò của các là gia làng trưởng bản, đặc biệt là các trưởng các dòng họ trong công tác tuyên truyền vận động con em trong dòng họ mình chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật phòng chống ma túy nói riêng. Bên cạnh tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,
Thời gian qua, Công an huyện A Lưới đã tập trung đánh mạnh vào tội phạm ma túy theo phong tuyến 3 lớp: lớp ngoài biên, lớp giáp biên và lớp nội địa. Qua đó, từ đầu năm 2023 đến nay đã khởi tố 7 vụ, 11 đối tượng, thu giữ 392 viên ma túy tổng hợp. So với năm 2022, nhiều hơn 4 vụ, 3 đối tượng. Xử phạt hành chính 44 đối tượng, trong đó phạt cảnh cáo 26 đối tượng, phạt tiền 18 đối tượng. Qua một năm triển khai thực hiện đề án, thì tình hình ma túy trên địa bàn huyện A Lưới được kiểm soát chặt chẽ. Số vụ về ma túy chúng tôi phát hiện bắt nhiều hơn, bắt 7 vụ 10 đối tượng, bắt tăng 4 vụ so với năm 2022. Và số địa bàn có ma túy giảm so với trước đó, chúng tôi là giảm một địa bàn có ma túy. Các đối tượng về ma túy được là quản lý chặt chẽ, có hồ sơ quản lý, tất cả các đối tượng đều được đưa vào diện quản lý chặt chẽ. Rồi liên quan đến các ban ngành đoàn thể đã có sự chuyển biến về mặt nhận thức và hành động, đồng hành cùng lực lượng công an triển khai có hiệu quả. Do vậy, những cái kết quả đạt được đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 50% so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, kể từ khi thực hiện đề án đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó, lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt, vừa tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy, không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy, vừa tranh thủ sự ủng hộ của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi, nhất là người nghiện ma túy và các đối tượng liên quan đến ma túy. Từ khi đi cải tạo về, tôi được lãnh đạo địa phương, cán bộ công an quan tâm, tạo điều kiện để hòa nhập cộng đồng. Bản thân tôi xin hứa sẽ không tái phạm tàng trữ sử dụng ma túy, tôi chỉ làm ăn để phát triển kinh tế. Cùng với đó, huyện A Lưới đã củng cố kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 138 huyện và Ban chỉ đạo an ninh trật tự 18 trên 18 xã thị trấn. Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện A Lưới thường xuyên phối hợp với các đồn biên phòng, đội trinh sát ngoài biên, đội đặc nhiệm phòng chống ma túy thường xuyên tuần tra kiểm soát khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở, tăng cường bám dân, bám cơ sở. Các anh bộ đội biên phòng, đồn thứ nhất là ở đây là gần nhất là đồn cửa khẩu Hồng Vân, là các anh luôn sâu sát với dân để trực tiếp để tuyên truyền vận động và nói để cho dân hiểu những tác hại cũng như là cái khâu vi phạm nếu mà vận chuyển và sử dụng ma túy. Duy trì tuần tra kiểm soát địa bàn, là chủ trong các cái khu vực trọng điểm, đường mòn lối mở, khu vực cửa khẩu mà các đối tượng có thể lợi dụng để vận chuyển ma túy qua lại biên giới, góp phần là giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Theo đánh giá, sau một năm triển khai đề án chuyển hóa tình hình ma túy tại địa bàn huyện A Lưới và tăng cường công tác phòng chống ma túy xâm nhập tuyến biên giới Việt Lào trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên hoạt động của tội phạm ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn diễn biến phức tạp, tập trung ở khu vực biên giới và một số tuyến địa bàn trọng điểm với hình thức thủ đoạn tinh vi. Người nghiện ma túy có xu hướng trẻ hóa, có tiền án tiền sự tăng, sử dụng nhiều loại ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp. Thực tế trên đòi hỏi công tác triển khai đề án cần phải được triển khai đồng bộ, quyết liệt hơn nữa. Để tiếp tục và duy trì triển khai có hiệu quả đề án trong thời gian tới, thì công an huyện chúng tôi xác định trước mắt vẫn là tham mưu cho thường trực huyện ủy, ủy ban huyện có các văn bản chỉ đạo huy động các cấp các ngành tiếp tục tham gia duy trì. Đối với lực lượng công an huyện thì chúng tôi sẽ chủ công nòng cốt triển khai đầy đủ các biện pháp nghiệp vụ, từ công tác phòng ngừa đến công tác là đấu tranh quản lý các loại đối tượng, và đặc biệt là công tác phối hợp giữa các lực lượng vũ trang, đặc lực lượng biên phòng đóng trên địa bàn để tuần tra kiểm soát, là không để ma túy xâm nhập qua tuyến biên giới và không để tình hình ma túy tái phức tạp trên địa bàn. Tiếp tục triển khai cái nghị quyết huyện ủy về ngăn chặn đẩy lùi cái tội phạm về ma túy trên địa bàn. Và thứ hai nữa, cùng ủy ban huyện cũng chỉ đạo lực lượng công an, đặc biệt công an huyện cũng xây dựng các kế hoạch cụ thể trong quá trình là thực hiện các nhiệm vụ
của là đề án cũng như là nhiệm vụ của theo nghị quyết của huyện ủy đề ra, đồng thời là cũng phải làm sao tăng cường công tác nhận thức đối với là cán bộ các vị đảng chính quyền địa phương, và trong đó để tuyên truyền để bà con nhân dân để nâng cao cái nhận thức về cái phòng chống ma túy trên địa bàn và những tác hại của ma túy đối với gây ra trên địa bàn huyện A Lưới. Trước khi triển khai đề án chuyển hóa tình hình ma túy tại địa bàn huyện A Lưới và tăng cường công tác phòng chống ma túy xâm nhập tuyến biên giới Việt Lào trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, toàn huyện A Lưới có 12 trên 18 xã có tệ nạn ma túy với 4 người nghiện, 68 người sử dụng ma túy, 41 người nghi sử dụng ma túy, 12 đối tượng có biểu hiện mua bán tàng trữ ma túy. Nhờ chủ động phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn ma túy, đến nay tình hình ma túy trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua rà soát, hiện 18 trên 18 xã của huyện A Lưới không có điểm tụ điểm phức tạp, điểm bán lẻ trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, để giữ vững những kết quả đã đạt được trong chuyển hóa địa bàn huyện miền núi A Lưới từ vùng đỏ sang vùng xanh về ma túy, đòi hỏi phải có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó, lực lượng công an, biên phòng đóng vai trò nòng cốt để chặn đứng nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn, góp phần giữ vững an ninh trật tự, là chắn vùng biên giới.